Một chàng trai và cô gái đang ngồi trên ván lướt sóng, nhẹ nhàng nhấp nhô trong làn nước biển êm đềm. Chuyến lướt sóng này không thú vị như họ mong đợi, vì không hề có bất kỳ cơn sóng nào và cặp đôi bắt đầu thấy chán. Họ quyết định quay trở lại bờ. Mặc dù vậy, ngay khi họ chuẩn bị bắt đầu treo trở lại, cô gái nhìn lại lần cuối và phát hiện một cơn sóng ở phía xa. Cô ấy nói với bạn mình dừng lại, đó chính là điều họ đang mong đợi. Sóng đang ập đến, lại là những con sóng lớn nữa. Chúng đến vào một thời điểm hoàn hảo. Có lẽ chuyến đi này lại biến thành một chuyến đi thú vị. Chàng trai nói với cô gái rằng cô ấy hãy lướt cơn sóng đầu tiên. Cô gái bắt đầu trèo để đón lấy con sóng. Cô ấy đứng lên trên ván ngay khi sóng đến, cưỡi nó một cách thành tạo về phía bờ. Chàng trai cũng lướt một con sóng phía sau cô. Họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, cưỡi hết đợt này đến đợt khác, mỗi sau lại mạnh hơn đợt trước. Cô gái bắt đầu lo lắng rằng chúng mạnh lên quá nhanh. Khi cô gái lướt sang một con sóng khác, cô quay lại nhìn chàng trai đúng lúc anh ta bị té ngã trên một con sóng rất cao. Anh ta cùng tấm ván bị kéo xuống mặt nước và cả hai đều biến mất dưới con sóng. Cô nhảy khỏi tấm ván của mình và đứng trong vùng nước sâu đến thắt lưng, quan sát bạn mình nổi lên, nhưng anh ta mãi không nổi lên. Cô nhìn qua nhìn lại và gọi anh ta, nhưng không có dấu hiệu nào của bạn cô. Cô lo lắng, lẽ ra anh ấy phải nổi lên rồi chứ. Cô ấy không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của anh ấy hoặc tấm ván của anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô gái giật mình và quay lại nhìn. Chàng trai đã đứng ngay phía sau lưng cô. Nhưng làm thế nào anh ta lại có mặt ở đó? Chàng trai nói rằng chắc hẳn con sóng khủng khiếp cuối cùng đã cuốn anh ta cùng tấm ván xuống dưới, rồi đẩy anh ta trôi về phía cô. Anh ta chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì tương tự như vậy. Nhưng hiện tại anh ta ổn và không có gì phải lo lắng. Cô gái lấy lại bình tĩnh. Cô đấm nhẹ vào tay bạn mình và bảo rằng đã đến lúc về nhà. Nhưng con sóng càng trở nên mạnh hơn, và nếu anh ta bị cuốn đi một lần nữa, ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu có một con sóng lớn hơn ập tới. Bên cạnh đó, chàng trai có vẻ như đã bị thương và cô nói rằng vết rách nhỏ trên tay anh ta đang chảy máu. Chàng trai nói với cô rằng đó chỉ là vết chảy và muốn lướt thêm một lần nữa trước khi về. Anh ấy không muốn bỏ lỡ cơ hội cưỡi những con sóng lớn này khi bãi biển chỉ có mình họ. Anh ấy nói với cô gái rằng cô có thể lên bờ trước nếu muốn, nhưng anh ta sẽ lướt một lần nữa. Chàng trai bắt đầu trèo ra xa, cô gái miễn cưỡng đi theo anh. Khi họ chờ đợi để đón được một con sóng, cô ấy nói với anh rằng lần này anh có thể đi trước. Cô sẽ không để anh ta dọa cô nữa. Chàng trai hứa sẽ không làm cô giật mình nữa, rồi đi đón một con sóng khác. Những con sóng đang đến nhanh hơn và cô gái đã bắt kịp ngay sau lưng bạn mình. Khi lướt về phía bờ, cô luôn để mắt đến anh ấy. Con sóng này không dễ lướt và cô ấy cần phải tập trung. Nhưng sự chú ý của cô đang hướng với bạn mình. Cô thấy thứ gì đó đang hình thành trên con sóng anh ta đang cưỡi. Có vẻ như nước đang lớn dần, vượt khỏi đỉnh sóng và vươn về phía anh ta. Nó trông giống như hàm của một con cá mập. Cô gái hét lên. Chàng trai vọt nhìn lại, nhận ra hàm răng sắc nhọn của con cá mập đang vươn mình ra khỏi sóng. Anh ta hét lên vì sợ hãi và ngã xuống ngay trước khi hàm răng cắn vào tấm ván của cậu, ngay chỗ vừa nãy cậu ứng, khiến nó vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cô gái không thể tin những gì mình đang nhìn thấy và suýt vấp ngã trên tấm ván. Cô ấy kịp lấy thăng bằng, nhưng khi nhìn lại phía sau, cô thấy một hàm răng tương tự đang hướng về phía mình. Chàng trai trồi lên khỏi mặt nước, mang theo người bạn của mình lên bãi biển gần như vắng bóng người. Anh đặt cô xuống cát, kêu cứu khi thấy một vài người đi chơi biển chạy về phía mình. Tuy nhiên, họ biết rằng mình chẳng thể giúp gì. Cả hai chân của cô gái đều bị cắn đứt ở đùi và rõ ràng cô đã chết từ lâu trước khi anh ta bế cô lên bãi biển. Bonjour. Hồ sơ ngày hôm nay đến từ những người bạn tại chi nhánh Pháp của tổ chức SCP. Một loại thủy quái dị thường đáng sợ và nguy hiểm được đặt tên là SCP-054-FR, còn được biết đến với tên gọi Nỗi sợ đại dương. SCP-054-FR là đối tượng đã được ghi nhận ở một số khu vực biển khác nhau trên khắp thế giới. Có 5 khu vực như vậy đã được xác định. Ở đó có những con sóng dị thường và cực kỳ nguy hiểm. Bản thân của những con sóng dường như bị biến đổi về mặt vật lý, có hình dạng giống như miệng và hàm của Cacharodon cacharias, một loại cá mập được nhiều người biết đến với cái tên gọi cá mập trắng lớn. Miệng cá mập khổng lồ với những chiếc răng sắc như dao cạo thường sẽ không bị các nạn nhân phát hiện cho đến khi quá trễ. Tiếng sóng gầm dữ dội đã át đi phần lớn tiếng nghiến răng của nó khi nó cố cắn vào mục tiêu xấu số được nhắm tới. Đối tượng SCP-054-FR sẽ chỉ xuất hiện trên con sóng có độ cao ít nhất là 4 mét, nhưng vẫn chưa xác định được độ cao lớn nhất của đối tượng là bao nhiêu. Các con sóng mà đối tượng này xuất hiện cũng bị thay đổi dị thường. Không chỉ xuất hiện hàm răng khủng khiếp trên mặt nước, mà con sóng cũng sẽ di chuyển nhanh hơn. Các sóng của đối tượng SCP
054FR có tốc độ đo được gấp 3 lần tốc độ các con sóng bình thường. Tần suất của SCP-054FR xuất hiện vẫn chưa được làm rõ, chỉ biết là tốc độ con sóng sẽ tăng lên khi một con người hoặc động vật không phải sinh vật biển ở trong vùng nước giữa một con sóng và bờ biển. Tần suất 054FR xuất hiện cũng sẽ tăng lên đáng kể khi các cá thể ở trong khu vực cách bờ biển ít nhất 250m. Và SCP-054FR không quan tâm đến loại hoạt động dưới nước mà bạn đang tham gia khi nó phát hiện bạn ở xa bờ biển. Đã có những trường hợp được ghi nhận liên quan đến những người bơi lội và thợ lặn, nhưng những người lướt sóng vì một số lý do nào đó không xác định là những nạn nhân thường thấy nhất. Các quan sát đã chỉ ra rằng các động vật không phải là sinh vật biển cũng có khả năng gây ra hiệu ứng, chẳng hạn như trong trường hợp một số loài chim biển được nhìn thấy nổi trên mặt nước ngay trước khi SCP-054-FR ập xuống chúng. Những gì còn lại chỉ là máu và lông chim nổi trên mặt nước. Thậm chí có một số phương tiện dưới nước như mô tô nước và thuyền nhỏ cũng đã từng bị tấn công bởi hàm răng cá mập này, mặc dù nó dường như tránh các tàu lớn hơn. Nếu có nhiều người có mặt trong khu vực mà SCP-054-FR xuất hiện, thì nó sẽ hình thành thêm nhiều hàm khác trên cùng một con sóng hoặc nhiều con sóng khác trong cùng khu vực. Các vết thương do SCP-054-FR gây ra rất giống với một con cá mập trắng lớn, và lực cắn của đối tượng dường như tỷ lệ và kích thước của chính con sóng. Sóng lớn hơn sẽ mạnh hơn những con sóng nhỏ. Các nạn nhân bị 054FR tấn công thường bị cắn đứt lìa chân tay, những người khác bị cắn đứt làm đôi, trong khi một số chỉ đơn giản là biến mất bên dưới con sóng khi nó đổ ập xuống đầu họ và hàm răng đóng chặt lại. Cách duy nhất để tránh bị cắn hoặc bị ngút là lặn xuống dưới nước trước khi nó ập đến, nhưng khả năng để làm như vậy là khá thấp do đối tượng có khả năng rình mò các nạn nhân và thương tích gần như luôn xảy ra. Xác suất tử vong do các vết thương của SCP-054FR là 68% cho các trường hợp được ghi nhận. Tổ chức SCP lần đầu tiên biết đến SCP-054-FR sau nhiều báo cáo và các cuộc tấn công của cá mập do cá mập trắng lớn trôi lên khỏi sóng để tấn công con người trước khi biến mất dưới làn nước, và tổ chức đã sớm bắt đầu một loạt các thí nghiệm để hiểu rõ hơn về điều dị thường này. Thí nghiệm đầu tiên do các nhà nghiên cứu của tổ chức được thực hiện khá đơn giản và liên quan đến việc đổ một lượng máu lớn động vật xuống nước tại một khu vực mà SCP-054-FR được cho là đã tấn công con người. Cũng giống như đối với cá mập bình thường, máu dường như là một yếu tố gây ra vụ tấn công, khiến đối tượng xuất hiện trong vòng chưa đầy 2 phút, và các nhà nghiên cứu đã quan sát hàm cá mập cố gắng cắn vào những vũng máu khi cơn sóng cuộn qua nó. Thử nghiệm thứ hai được lặp lại, nhưng lần này là máu người được sử dụng để thay thế. Điều này cũng khiến đối tượng SCP-054-FR xuất hiện, mặc dù bây giờ chúng xuất hiện nhanh hơn nhiều, thường trong chưa đầy 1 phút sau khi đổ máu xuống nước. Có vẻ như SCP-054-FR rất thích con người hoặc ít nhất là máu của họ, và chỉ một lượng nhỏ là tất cả những gì cần thiết để khiến hàm cá mập nhanh chóng xuất hiện. Các thử nghiệm sử dụng nhân viên cấp D đã chỉ ra rằng những người bị thương có nguy cơ bị tấn công cao hơn gấp 4 lần so với một người bình thường. Nhưng cũng có những cách để hạn chế tần suất xuất hiện của đối tượng. Có vẻ như việc nằm bất động trên mặt nước sẽ làm giảm đáng kể tần suất xuất hiện của SCP-054-FR, và chuyển động với tốc độ chậm cũng có tác dụng tương tự. Điều kỳ lạ là mặc dù máu sẽ làm cho các hàm xuất hiện nhanh chóng, nhưng có vẻ như không phải vì SCP-054-FR có thể ngửi được mùi máu, vì các thí nghiệm che giấu mùi máu đều bị thất bại. Cho đến nay, mọi nỗ lực tấn công đối với đối tượng đều không thành công. Những viên đạn bắn vào hàm cá mập không làm nó hề hấn gì cả. Chúng biến mất trong làn sóng như thể đang bắn vào mặt nước bình thường vậy. Vì đặc tính này của đối tượng, có vẻ như tổ chức chưa tìm ra cách để bắt và giam giữ SCP-054-FR. Vì vậy, trong thời điểm hiện tại, tất cả các nỗ lực ngăn chặn đều hướng tới việc giữ con người tránh xa nó. Một khu vực cấm rộng 1 km được thiết lập xung quanh 5 khu vực nơi đối tượng được báo cáo xuất hiện. Dân thường bị cấm tiếp cận các khu vực dưới vỏ bọc là vì nơi đây đã có nghiên cứu về sinh vật biển có vú, và nghiên cứu sẽ bị gián đoạn nếu có sự hiện diện của con người. Bí mật là điều quan trọng hàng đầu khi nói đến SCP-054-FR để ngăn chặn những kẻ tò mò tiếp cận vì chính sự an toàn của họ. Do đó, bất kỳ bằng chứng hình ảnh nào về đối tượng đều bị tịch thu và tiêu hủy, và những người chứng kiến sự việc SCP-054-FR xuất hiện sẽ được tiêm thuốc xóa trí nhớ để xóa bất kỳ ký ức nào về đối tượng khỏi tâm trí của họ. Tổ chức cũng tham gia vào một chiến dịch tuyên truyền các thông tin sai lệch để phủ nhận bất kỳ bằng chứng nào về đối tượng, và cho rằng bất kỳ báo cáo nào về miệng cá mập hình thành trên sóng chỉ là trò lừa bịp hoặc hiểu nhầm về động lực học. Trong khi đó, các cuộc tấn công được đổ lỗi cho cá mập trắng thông thường. Không rõ liệu SCP-054-FR có xuất hiện ở nơi nào khác với 5 khu vực mà tổ chức đã xác định hay không, nhưng các đặc vụ của tổ chức luôn tiếp tục theo dõi các báo cáo về các vụ cá mập tấn công trên khắp thế giới. Họ hy vọng rằng chúng là kết quả của loài vật săn mồi của đại dương, chứ không phải là dị thường có thể xuất hiện ngay sau lưng bạn lúc bạn ít ngờ tới nhất. Bây giờ, hãy xem thêm hồ sơ khác của Thần Sĩ Bob
như SCP-2846, mất khổng lồ vào thủy thủ để biết một dị thường khác sẽ khiến bạn không bao giờ muốn ra biển nữa. Đồng thời hãy đăng ký và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ một điểm dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu sâu hơn và rõ hơn về các nghiên cứu bí mật của tổ chức SCP.